ưu điểm là biết sai là sẽ sửa, nhưng còn nhược điểm là chưa thấy bao giờ thấy mình sai hết trơn á, chưa thấy bao giờ thấy mình sai hết trơn á. Có một tai nạn. Có một tai nạn là sao? Mình có một bé con trai. Tai nạn có con đó. Có một con trai 11 tuổi rồi. Tai nạn có con đó. Trong cơn say ta đến bên nhau. Đúng rồi, trớ trêu thêm một cái nữa là khi phát hiện ra bạn nó có gia đình thì em mới chia tay, rồi mới biết là em có mình hai tên vậy, mình có hai lòng không anh? Cái hai lòng hay ba lòng nó không quan trọng đâu em, nó quan trọng là bạn có xứng đáng không. Nếu trong tình yêu tiền của đàn ông đặt ở đâu là tình cảm của đàn ông ở đấy, cho nên em mới hỏi anh một câu đó, chứ không nhất thiết là em phải cần anh lo cho em bất cứ một cái gì cả. Các bạn đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Cảm ơn nhãn hàng Toshiba Việt Nam, Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản đã tài trợ thực hiện chương trình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên. Thôi bây giờ hai bên chỉ cách có cái hàng rào thôi. Bây giờ mình nói lớn lên cho hai bên cùng nghe luôn, rồi chút xíu chúng ta sẽ gặp nhau. Mời nhà trai. Xin chào bên đứa gái, mình là Trương Hùng, sinh năm 1985. Hiện tại mình là giáo viên dạy toán ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại nhà mình ở Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh à. Dạy cấp mấy? Dạ em dạy toán cấp 3. Cấp 3. Dạy trường nào thầy ơi? Dạ em dạy luyện thi đại học cho các bạn thi đại học ở chị. Mời nhà gái. Xin chào tất cả chương trình. Em chào chị Ngọc Lan, em chào chú Quyền Linh. Em thì là Thúy An, em 25 tuổi, công việc của em là đang bán hàng online, kinh doanh tự do. Dạ, em ở Gò Vấp chị. Bán gì vậy Thúy An? Những cái mặt hàng con bán thì hôm nay cũng có một mặt hàng con mang đến đây để tặng cho chị Ngọc Lan, với tặng cho chú Huyền Linh và bạn Nam bên kia. Và một cái sản phẩm nó hơi nhạy cảm một chút xíu, thì chú Huyền Linh với lại chị Ngọc Lan có muốn... có cần mua thì con vẫn bán. Có quà là chú nhận mà gì vậy con, gì mà nhạy cảm không? Cái sản phẩm của con là về sinh lý nam á chú. Ưu điểm khuyết điểm là gì thầy giáo? Chỉ là em có vẻ sống tình cảm đó chị. Đó cũng là khuyết điểm nha. Đôi khi mình sống quá tình cảm đó, rồi có một số người lợi dụng cái tình cảm đó mà mình thiệt hại rất là nhiều luôn á. Dạ nhưng mà em vẫn cảm thấy vui. Rồi. Còn khuyết điểm của mình chắc có thể là chỉ hút thuốc. Hút thuốc, hút nhiều không thầy Hùng? Vì vấn đề công việc cộng với lại cái cuộc sống của mình nó hơi tẻ nhạt một xíu, nên là dùng những cái điếu thuốc đó và những lúc buồn đó anh. Nhưng mà nếu mà có một người bạn gái kế bên thì sẽ bớt tẻ nhạt đi, rồi điếu thuốc đó bỏ đi luôn được không? Dạ được anh. Rồi, mời nhà gái. Cái điểm mạnh của em là vui vẻ, tôi luôn tạo niềm vui cho tất cả mọi người. Còn cái nhược điểm của em là nóng tính, với lại là em hơi bị cáu gắt khi đói với khi ngủ. Ưu điểm là biết sai là sẽ sửa, nhưng còn nhược điểm là chưa thấy bao giờ thấy mình sai hết trơn á, chưa thấy bao giờ thấy mình sai hết trơn á. Trời ơi. Hay vậy ta. Cô gái này thú vị lắm nha. Hay vậy ta, tạo niềm vui cho thầy chú Hùng nè, bởi vì cuộc sống của thầy nói là hơi tẻ nhạt chút xíu nên hút thuốc đó. Con cũng biết sao nó chú ơi, nhưng mà nếu mà được thì về là con cho hút cái khác, con cho hút cái khác. Hút gì cưng? Hút em. Đừng hút thuốc nữa mà hút vào em đi. Đúng không chú? Trời ơi, quá trời quá đất rồi. Thầy Hùng, mình có mấy mối tình rồi? Cái lúc mà thời bắt đầu là sinh viên học đại học á, thì lúc đó là mình chỉ giống như là chỉ cảm mến bạn ấy thôi. Có một tai nạn. Có một tai nạn là mình có một bé con trai. Tai nạn có con đó. Có một con trai 11 tuổi rồi. Tai nạn có con đó. Trong cơn say ta đến bên nhau, đúng không thầy? Cho quên đi những đớn đau trong con tim. Rồi xong rồi cái tai nạn xảy ra. Tức là lúc đó mình còn rất trẻ. Lúc trẻ là bao nhiêu tuổi thầy? Dạ lúc đó mình 24 tuổi rưỡi. Rồi bây giờ mình sẽ tìm hiểu xem nhà gái có bao nhiêu mối tình rồi. Em cũng trải qua được 3 mối tình. Tình đầu tiên là cái thời đó còn quá nhỏ, thì sau đó tới kế tiếp thì mối tình thứ hai thì lại còn chưa có vững vàng công việc. Cái mối tình thứ ba
thì nó trớ trêu là bạn nó có gia đình rồi, cho nên là khi phát hiện ra thì tụi em không có tiếp tục nữa. Tức là lúc yêu nhau em không biết? Dạ đúng rồi. Trớ trêu thêm một cái nữa là khi phát hiện ra bạn nó có gia đình thì em mới chia tay rồi mới biết là em có em bé. Ừ, nhưng một điều ở đây là con em không phải là tai nạn. Con em đến với em là sự mong ước của em. Và con em nó là một cái giống như là ông trời bù đắp cho em vậy đó. Tuy là mình không có một cái cuộc tình trọn vẹn, nhưng mà thay vào đó là mình có được một nàng công chúa rất là đáng yêu. Công chúa mấy tuổi rồi con? Dạ công chúa con được 1 tuổi rồi chú. Hả? Mình cũng đã có con rồi, chắc có lẽ mình cũng hiểu được tình yêu thế nào, mà có nhiều cái kinh nghiệm hơn. Em mong muốn có một người yêu như thế nào? Bây giờ cái sự đầu tiên và quan trọng nhất em cần là người đó phải đủ bao dung để yêu thương cả mẹ lẫn con. Cái thứ hai nữa là người đó không có hút thuốc. Cái thứ ba nữa là người đó không có được gia trưởng. Bây giờ em là em nói em tên là Chu Hùng hả? Em là Trương Hùng ạ, em hai tên. Giấy khai sinh của em á, Trương Như Trong sinh năm 1986, nhưng tên của em là Trường Hùng, sinh năm 85. Trường Hùng hả? Dạ vâng. Bây giờ mình mong muốn có một mối tình như thế nào? Mỗi người mong muốn của em à, thì thật ra nó không có mong muốn gì cả. Chỉ chẳng qua là hai người nhìn nhau cảm thấy có cảm giác. Đúng rồi, cảm xúc nó quan trọng ha. Thầy ơi, vậy thầy có điều gì mà không thích ở phụ nữ không? Chắc là em phải xem là cái mức độ mà nó nghiêm trọng đến mức nào. Tức là ví dụ như là cái sở thích hoặc là một cái điều gì đó mà nó không hay từ cô ấy mà nó ảnh hưởng tới người khác thì lúc đó mới xem xét. Dạ. Chứ còn những đức tính hoặc là những cá tính gì đó của bạn ấy thì mình đáng được tôn trọng. Dạ. Rồi, ok. Em gái con thích mẫu hình lý tưởng đàn ông nó cao thấp hay là như thế nào con? Con thì cao thấp như thế nào cũng được hết. Nhưng mà phải đẹp trai, phải sạch sẽ và quan trọng là phải thơm. Đàn ông giờ chắc ở dơ lắm sao? Sao nó mong cầu vậy? Mong cầu lạ vậy con. Con ở đây thì con cũng gửi hai cái món quà này. Rồi. Đây là tinh dầu Dubai. Cảm ơn con nha. Rồi. Dạ. Ok. Thôi bây giờ mình hỏi người thân coi. Mình thân thân đi. Thầy Hùng đi với ai? Dạ em đi với hai bạn em. Rồi. Chào con. Chị Ngọc Lan ạ. Chú Quyền Linh ạ. Dạ, theo con nhận xét thì chị bên này nhìn dễ thương với nhỏ nhắn đáng yêu. Với lại cái điều kiện của chị là không gia trưởng thì cái đó thì con thấy là anh Hùng có thể làm được, bởi vì con hỏi anh ấy mấy lần rồi thì anh ấy cũng nói là những cái điều đó đàn ông là mình là phải bao dung thì mới được. Cảm ơn em. Cô gái mình đi với ai? Hôm nay thì vì cái lý do gia đình cho nên là em đến một mình. À không sao, có chị. Thôi được rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Mở ha. Rào. Nền nã duyên dáng đẹp đẽ. Đây là không gian của thầy đó. Bắt đầu đi. Rồi, tặng em. 37 năm đó. Lần đầu tiên trong đời mình đấy. À dạ, em cảm ơn anh ạ. Thì đây em cũng có món quà em gửi em tặng anh. Rồi, cảm ơn. Ví dụ như trong trường học anh mà có dịp lễ gì mà cần quà thì liên hệ em. Anh em cung cấp phân phối luôn nha. Xin lỗi em tên gì ạ? Em tên là Thúy An. Quê bé ở đâu ạ? Dạ quê em ở Cần Thơ. Em gái miền Tây. Em lên trên này lâu chưa? Em lên trên này thì chắc cũng được khoảng tầm gì đó mới được 7 năm thôi. Thế công việc hiện tại của em là? Dạ em công việc hiện tại của em là bán hàng online và kinh doanh tự do. Em thấy hình như là mấy câu hỏi nãy giờ anh hỏi là em đã giới thiệu từ đầu chương trình rồi. Không có, nãy giờ là do anh không để ý. Thầy hồi hộp quá nên thầy nghe không rõ. Cho em xin hỏi một cái là tại sao mình lại hai tên nè? Dạ mình hai tên vì là một cái tên đó do ông cố nội của mình. Vậy mình hai tên vậy mình có hai lòng không anh? Cái hai lòng hay ba lòng nó không quan trọng đâu em. Nó quan trọng là bạn có xứng đáng không. Quan trọng chứ. Nếu như hai lòng thì mình đã chia sẻ rồi. Mình chia một cái lòng của mình nó ra làm đôi là tình cảm nó cũng chia rồi. Anh nói là anh đã có một con 11 tuổi đúng không? Vậy mình đã kết hôn chưa? Có. Ủa nếu mà đã kết hôn thì tại sao anh lại gọi là tai nạn? Là tại vì tức là đó là đứa con mà thật ra thì cái lúc đó thì là không mong muốn, vì thật sự là lúc đó mình không muốn lập gia đình.
Lúc đó thì mình chưa có gì cả, chưa thể chăm sóc được cho cô ấy, rồi chả làm được cái gì cả. Thế cưới nhau về đấy, rồi thì bạn hiểu rồi, điều gì đến nó sẽ đến thôi. Lúc đó mình phải làm điều đó để cho ít nhất là con mình nó có bố có mẹ. Nhưng sau đó một thời gian thì mình phát hiện là nếu không có tình cảm thì không thể sống được với nhau. À, còn riêng về cái quan niệm của em nha, thì không nhất thiết một đứa trẻ phải có bố có mẹ cùng nhau đâu, nhưng quan trọng là cái cuộc sống của nó như thế nào. Tuy là con của em nó chỉ có một mình anh mẹ nó thôi, có một mình anh em thôi, nhưng mà chưa chắc gì những đứa con mà có bố có mẹ thì nó đã được như là đầy đủ và đầy đủ yêu thương như em. Ví dụ như là trong một cái mối quan hệ gia đình mà thà không có mẹ hoặc không có bố mà con mình nó đầy đủ vui vẻ, hạnh phúc, được đầy đủ yêu thương của ông bà, còn hơn là ở cùng bố cùng mẹ mà nhìn thấy bố mẹ không vui, cãi nhau, nhìn thấy bố nó không yêu thương mẹ nó. Thì như vậy thì sau này con anh nó sẽ như vậy. Mình dành cuộc sống của nó như thế nào thưa anh? Thì bây giờ thì anh đã đủ điều kiện nếu như mà anh bước tới hôn nhân không? Theo quan điểm của anh như thế này, nếu bạn đã yêu thương một ai đó, dạ, thì khi nào bạn lo lắng được cho người ta đã, thì lúc đó mới yêu thương người ta. Sống với nhau mà nó thiếu lên thiếu xuống, rồi suy nghĩ này suy nghĩ kia thì nó không đảm bảo hạnh phúc đâu em. Anh đã bước lên chân lên đây nghĩa là anh đã rất sẵn sàng rồi, có cái quan trọng lắm lắm luôn đó. Thì đó chính là cảm xúc anh nói. À dạ, em thì đã là mẹ đơn thân rồi, thì em đủ kinh tế vững vàng để lo cho mẹ con em rồi. Nhưng cái em hỏi ở đây, nếu trong tình yêu tiền của đàn ông đặt ở đâu là tình cảm của đàn ông ở đấy. Cho nên em mới hỏi anh một câu đó, chứ không nhất thiết là em phải cần anh lo cho em bất cứ một cái gì cả. Anh có điều gì muốn hỏi em nữa không? Không ạ. À, anh có uống rượu không? Có không ạ. À vậy thì anh có ngại quay với một người con gái là uống rượu bia không? Tại vì em nhậu khá là tốt. Ví dụ như hai đứa cãi nhau á, thì có thể là trong cơn say ta đếm bên nhau để giải hòa một câu chuyện buồn gì đó. Không, cái này là điều em nói thật sự mà. Dạ vâng, tức là nhậu thì mình không biết nhậu. Nếu mình yêu cổ muốn làm gì cũng được á. Còn riêng em, nếu em yêu thì em sẽ, nếu em có tiến xa với anh nha, nếu nha, thì một điều em bắt buộc luôn, bỏ thuốc. À, còn nếu như anh không biết nhậu á thì về em tập anh nhậu. Tại vì nhà em á, là em hiện tại bây giờ có khoảng 27 đến 30 hũ rượu. Tất cả đều là trái cây với về đa số là khỏe dành cho đàn ông thôi. Mà cứ mỗi ngày thì nếu như anh không biết nhậu thì mình một ngày một ly. Rồi tới ngày thứ hai thì 2 ly chú nhờ. Ngày thứ ba thì 3 ly. Thôi chú 5 ly. Thì anh có dự định là khi nào là anh sẽ kết hôn tiếp không? Anh sẽ cưới em nếu anh yêu em sau một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bất cứ lúc nào. Nhưng anh phải yêu cái đã. Còn em chấp nhận khi kết hôn nếu anh thương con em. Em đang, cái quan ngại của em là vì con em nó là con gái. Và lý do tại sao khi mà em đến với chương trình này khi con em nó mới 1 tuổi, thì đó là lý do là em muốn con em nếu mà có một cái mối quan hệ mới, khi người ta tới với em khi con em nó còn nhỏ như vậy, thì khi nó lớn, từ nhỏ cho tới lớn thì người ta sẽ đủ yêu thương với nó. Nếu nó lớn là nó chọn chứ hết, em hết quyền chọn rồi. Bây giờ là em chọn để người đàn ông nó có thể yêu thương cả hai mẹ con và có thể chăm sóc nó từ bé cùng em. Ba tiếng đếm, chúng ta đủ để có bản lĩnh quyết định về cuộc đời của mình. 1 2 3. Hết thời gian, không ai bấm cả. Các bạn cách xa nhau quá, chúng tôi cũng thấy điều đó. Chúng tôi đến đây cũng đã có duyên rồi, không có phận với nhau, không hợp với nhau, chúng ta thể là những người bạn. Cũng tiếc chút xíu nhưng cũng vui. Họ rất thẳng thắn với nhau. Đúng trên rồi. Sân khấu sẵn sàng trao đổi với nhau tất cả mọi cái. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai, xem họ có xa nhau như vậy hay không. Xin mời. Mời bạn nam.
Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi bạn. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường và bạn nữ bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Mai Nguyễn Tấn Đạt, em 25 tuổi, hiện em đang làm việc tại công ty Ground Sài Gòn, quận 9 và sinh sống ở đó luôn. Em Đạt làm cụ thể là việc gì? Em là kỹ thuật viên. Kỹ thuật viên về gì? Kỹ thuật viên vận hành máy. À, vận hành máy đó hả? Dạ. Rồi, Đạt 25 tuổi, kỹ thuật viên vận hành mámáy. Quê Đạt ở đâu? Quê em Long An chị. Quê Long An làm việc quận 9 hả? Dạ. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Em tên là Vương Thị A Lon, thì em sinh năm 1995, em tuổi heo. Em là hiện tại là tư vấn y khoa cho một công ty về sức khỏe. Thì ở quê thì em trước đó là em làm y tế học đường. Còn hiện tại thì là em đang làm việc và sinh sống ở Hồ Chí Minh, quận 10. Cái công việc cụ thể là làm gì? Dạ, em tư vấn sức khỏe trên trang về một trang web về sức khỏe chị. À, dạ. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh thì ít mà điểm yếu thì nhiều. Dạ, điểm mạnh của em thì em biết nấu ăn, em nói chuyện rất là to. Còn điểm yếu của em thì nhiều lắm. Em thì có thói quen là đi vệ sinh hay cầm điện thoại. Em đi xe thì hay ngủ quên. Cho nên là cứ mỗi lần đi xe á, là mẹ em cứ muốn liền em xuống không à. Bởi vì cứ sợ em té á. Rồi em hay ngủ gục, cứ gió hiu hiu là em ngủ gục à. Rồi nói chung là nhiều cái tật xấu lắm mà em kể rau ra chắc em mai luôn. Em công nhận cũng thật lòng ghê. Đi toilet cầm điện thoại cũng nói nữa. Dạ, em thích sống ảo á. Sống ảo? Ủa trời ơi. Sống ảo trong toilet luôn hả? Thôi rồi, vô toilet mà cũng vậy nữa em hả? Dạ, cho vệ sinh cho dễ. À, tưởng đâu vô trong trỏng mà chụp hình tự sướng nó đăng Facebook chứ. Dạ, lâu rồi, lâu rồi, chết rồi. Lâu cái quên cái bấm chuyển ra đăng lên cái là mệt luôn á nha. Rồi còn bạn trai. Dạ, ủa, em điểm gì? Là điểm mạnh của em là biết ca hát, cũng nấu ăn cũng được. Rồi nói chung là người hòa đồng vui vẻ. Dạ. Điểm yếu? Còn điểm yếu của em là em rất là nhát đám đông, hay rụt rè. Rồi không, nhiều khi mình hay nóng tính. Nhưng mà được cái em nóng tính xong rồi qua hôm sau em suy nghĩ lại mà thấy cái nóng của mình sai là em quay qua em xin lỗi cái người mà em nóng tính với người đó. Đó cũng là một trong những cái ưu điểm ngược lại của thì em tốt. Dạ. Bây giờ thôi hát bài cho đỡ rung đi. Dạ. Rung trước đám đông đúng không? Dạ. Hát bài nào thoải mái đó cho nó đỡ rung đi. Dạ. Thì em hát một khúc trong bài Ánh Nắng Của Anh. Rồi. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Bạn nữ có thể hát đáp lại bạn nam chút đi. Dạ, thì em xin hát bài gì em quên tên mất tiêu rồi. Dạ. Vô luôn, không cần vô. Tên. Vô, hát luôn em. Và em muốn hát lên cho thỏa nỗi nhớ, cho vơi đi những khát khao trong lòng, cho dịu đi tình yêu như cháy bông, nỗi nhớ anh nghẹn ngào ngọc tràn trong tim em. Dạ hết rồi. Em có thói quen hay có sở thích gì không? Dạ, em thích đọc truyện ngôn tình nhưng thích xem phim hành động. Đọc truyện gì? Dạ, ngôn tình. Đọc truyện ngôn tình. Dạ. Thích xem phim hành động. Dạ. Rồi em có sở thích thói quen gì không? Dạ, em có thói quen là hay khi mà em đi ra đường em hay cầm tỏi. Bởi vì do em, bạn em nói em là tính hay dễ dụ á, tính khờ khờ á, cho nên đi đâu em cầm tỏi theo. Bữa nay có cầm tỏi lên đây không? Em dạ, có gì cầm dụng ví, hôm nay em có cái gì đựng trong đây hết á. À, có gì dạ. Đi đâu cầm tỏi theo vậy sợ bị dụ. Dạ. Rồi còn ủa, có gì tỏi đó? Là dụ không được em hả? Dạ, tỏi tính ta. Ủa lý do sao mà có tỏi không dụ được vậy? Dạ, em mới tín. Em đi coi bói nhiều, người ta nói vậy. Sợ ta bỏ bùa đó, dạ. Tỏi để giải bùa đúng không? Dạ. Còn gì thói quen nào nữa không?
Dạ em không ăn bò. Cái gì? Không ăn thịt bò. Không ăn thịt bò. Dạ. Dạ hồi đợt em đi thi đại học mà em rớt á, thầy bói nói á, là em do ăn bò cho nên bị rớt. Nên từ đó em không ăn bò nữa. Trời đất ơi, còn gì nữa không? Dạ còn. Gì nữa? Dạ thì như nãy em kể á, em đi xe á, thì em hay ngủ quên á, em tự lái, em tự té luôn. Trời, có lạ ta. Ủa em, cái túi em để tỏi rồi, cái tiền em bỏ đâu em? Dạ, ngày xưa thì lúc mà mới vào Sài Gòn á, thì do em đi con mình em sợ, hồi giờ em đi xe, xe xe nữa, em nhét tiền vô túi cái tóc á. Vô vớ đó hả? Dạ, nhưng mà lên xe người ta không có cho mang giày, cũng cho mang, cho nên là em giờ không biết làm sao, đầu tiên là ở dưới cái giày á, cái xong rồi giờ không cho mang giày, em phải nhét vô tóc. Hồi lại nằm chỗ giường thì em tháo ra em bỏ vô người. Trời ơi, kỹ quá mà. Ôi, đó giờ có bị ai gạt chưa? Tỏi để dạ, túi chưa? Tiền để bạn tắt. Em vô đây hay bị cái gì người ta hay gì gặp gọi là bị gì ta? Ủa em quê là ở đâu vậy em? Dạ em ở Phú Yên. Hả? Dạ ở Phú Yên. Ở giữa Nha Trang với Bình Định anh. Phú Yên hả? Dạ. À, Phú Yên là chỗ quê Hoài Linh đó hả? Hoài Linh, dạ đúng không? Hoa vàng trên cỏ xanh đó hả? Dạ, giờ mùa hè không có xanh. Nhưng mà đó giờ có bị gạt gì lần nào chưa mà sợ đủ thứ vậy? Dạ chưa, sợ mà gạt không ai gạt hết á. Không ai gạt hết trơn? Dạ, thủ hết chắc. Tại bỏ tỏi nhiều quá không ai dám gạt. Dạ, nhiều khi bỏ cái trời mưa ướt cái thay cục tỏi khác. Không, anh chỉ em cách này nè em. Bỏ tỏi cũng bị gạt nữa, em về em đâm tỏi nhuyễn ra. Không, để nguyên bịch em trét nguyên người rồi em đi đâu vậy? Không ai dám dụ em chứ. Cách này là khỏe nhất luôn á. Em sợ đi. Cách này là chuẩn nhất luôn. Chuẩn luôn á. Dạ. Em sợ đi ra đường á, người ta nói em bị hông nách cho nên em không dám tiếp tỏi đâu. Dễ thương đó là thiệt thà. Thiệt là Phú Yên đó mà. Rồi, bạn trai bên kia thì sao? Nghe vậy rồi mình thấy như thế nào? Dạ, cái đó thì chắc em mua cho xà bông bưởi tắm cho bớt đi mùi tỏi quá chị ơi. Người ta bỏ trong túi đàng hoàng, còn cái kia là người ta sợ, người ta tưởng như thôi chứ đâu có bị hôi đâu. Ví dụ duyên. Mai em về em đâm bớt em tét tùm lum. Đi tình cho trường nó hợp cái ổi cái tỏi đi. Kia luôn. Ác mùi tỏi luôn. Tình thôi, nãy giờ nói chuyện vui thôi ha, chúng ta bây giờ nói chút xíu về tình trường bạn đi. Bạn trai có mấy mối tình rồi? Em là em ế kiên trì luôn á. Mà không biết là cái kiên trì nó ế với em hay em là em kiên trì với nó nữa. À, 25 mùa lúa trổ rồi em chưa từng nắm cổ tay ai. Trời, không biết là em... bây giờ đi chương trình này có được nắm cổ tay ai hay không đây. 25 mùa lúa trổ chưa nắm cổ tay ai. Cũng hay, bên đây sao cưng? Dạ, em cũng vậy. Hả? Em làm lại câu thơ cho bên kia đi. 20 mấy mùa. Em sinh năm 95 là... Trời ơi đếm nữa hả? Cộng tuổi đẻ luôn là 24. 24 mùa lá đổ. Dạ. Chưa ai cầm cổ tay. Dạ. Hy vọng ngày hôm nay ảnh cầm cổ tay mình. Dạ thôi cũng được. Được không? Dạ. Hôm nay không có đem tỏi lên đây là ảnh vô được đúng không? Có tỏi em cũng biết nữa. Trời ơi thiệt chứ, bây giờ muốn lấy chồng chưa? Dạ nếu hợp thì lấy. Nếu hợp lấy, như thế nào mới là hợp? Cái mẫu người lý tưởng mình là như thế nào? Dạ mẫu người của em là cao. Cao? Cao đừng có 1m75 trở lên là được. Cao bao nhiêu? Cao vừa vừa không chị? Cao đây nào, bên đây không 75, 57 được không? Dạ cũng được. Cũng được ha. Nói chung là cao. Dễ dãi quá vậy. Cao, thẳng. Nhưng mà nếu cao cong thì cong vừa vừa thôi, cong quá. Dạ được hết. Ở đây dễ lắm nha. Ế rồi, giờ gì cũng chịu hết. Cong cũng được, nhưng mà đừng cong quá. Dạ. Rồi, về tính tình có thích không thích cái gì người đàn ông không? Dạ, thì do em là gái ngành á, cho nên là em cũng không cái gì? Dạ em làm ngành y tế cho nên là em cũng không quan trọng cái đó lắm. À là cho nên là em chỉ thích là kiểu như là không gia trưởng, là không có phụ thuộc vào cha mẹ, nói chung không có xin tiền ba mẹ, còn nếu xin là phải trả. À dạ. Xin mà trả, mượn mới trả. Dạ, mượn. Xin trả dạ. Gì nữa em sẽ bị... Có nghĩa là thích người đàn ông tự lập. Dạ. Không có gia trưởng. Dạ. Bạn trai sao em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Em thì nếu mà những cái đó thì chắc tầm hơn 99% chị à. Rồi, mẫu người của em sao? Em thích người bạn gái như thế nào? Dạ, mẫu người bạn gái lý tưởng của em là chỉ cần dễ nhìn, dễ thương chút, tính tình vui vẻ, biết yêu thương gia đình, rồi hiếu thảo cha mẹ là được rồi. Dạ. Cái đó em dư. Dư luôn hả? Biết nấu ăn gì không? Dạ biết, nhưng em thì thiếu chiều cao thôi, cái gì em dư. Làm dâu được không? Dạ được.
không có sao chị, nó đừng có khai ra làm chi. Dạ. Nào em nói. Dạ, cho chị. À, em cao mét nhiêu? Em cao mét 68. Mét 68, chuẩn quá ha. Điều gì em không thích ở người bạn gái? Em không thích người bạn gái, ví dụ đừng có nhõng nhẽo quá. Ví dụ đi chung nhõng nhẽo là, thì con gái mà nói chung là có sự e thẹn của nó thì người con trai mới có lôi cuốn được người con trai. Nhưng mà đừng có nhõng nhẽo quá, khi mình đi làm về áp lực công ty, công việc này kia nọ, về thêm mấy cái đó là bực bội thêm. Vừa phải thôi chứ đừng có chảy nước. Dạ đúng rồi, dạ. Mà bây giờ chừng nào được, được thì chừng nào tiến tới hôn nhân? Nếu mà quen nhau, tìm hiểu nhau tầm 6 tháng, 1 năm gì đó thì có thể... trong 2 năm đổ lại là tiến tới hôn nhân. Nếu chừng mà nào đẻ nhau. Con? Dạ. Chừng nào đẻ con? Cái đó thì để về em nói với bạn đó sau chứ giờ. Mà có biết làm ăn gì không? Biết chứ chị. Chưa có mối tình nào sao biết là mình biết? Thì thử mới biết, chắc chắn là được. Hôn được không? Được chứ. Có hôn thử lần nào chưa? Có, con em hôn nhiều lắm. Hôn ai? Hôn con của bà chị kế bên phòng. Vô duyên. Con bà chị nhiêu tuổi? Con bà chị nó 2 tuổi mấy. Có coi phim tình cảm thấy trai với gái hôn nhau chưa? Có rồi, có chứ. Trong người mình cảm thấy sao? Thì cũng muốn hôn, nhưng mà chưa tìm ai nên ôm qua ôm cái ói, nhịn gói xong coi tiếp. Mà mình không được đúng không? Dạ được. Thẳng đúng không? Thẳng. Thích trai không? Không bỏ đi chị ơi. Ở đây ha. Được ha. Dạ. Chắc cũ bây giờ đã chuẩn bị gì cho đám cưới chưa? Đám cưới thì... Công việc ổn định chưa? Nhà cửa ở đâu? Lấy nhau về ở đâu? Lấy nhau về thì nếu mà bạn đó thích ra ngoài sống thì ở trọ. Còn nếu mà muốn là bạn đó muốn sống chung gia đình thì về quận 12 ở chung cha mẹ em. Rồi, để dạ. Chị coi, đẹp trai lắm nha, cao ráo nha. Cơ hội cải thiện nòi giống nha. Rồi, bây giờ người phụ nữ thế nào? Cao thấp hay sao? Dạ, nước thấp. Da sao? Em thích gì? Dạ. Nói được rồi. Anh Nguyệt Lão xe duyên cho em người bạn nữ cao tầm 1m52 tới 60 cũng được. Đó thôi ha. Dạ. Chết. Là cỡ nó đùa là cô gái 1m52 của bài đó chứ em thích người con gái khoảng cao trên từ 1m6 trở lên. Dạ. Rồi dễ nhìn là được rồi. Dạ. Dễ nhìn thôi ha. Dễ nhìn, dễ thương, tóc ý là dài dễ thương. Ngắn. Tóc dài đen. Tóc dài.